Xin chào mừng tất cả các quý vị đã đến với chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Chương trình được thực hiện bởi Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội và nhà tài trợ Dafuco. Vâng, và hôm nay chắc chắn quý vị và các bạn sẽ rất ngạc nhiên bởi vì đứng trên sân khấu lúc này không phải là một người dẫn chương trình quen thuộc như mọi khi, mà bây giờ có đến hai người dẫn chương trình. Và lời đầu tiên cho phép Thu Hương và Sĩ Tiến được gửi tới tất cả quý vị và các bạn lời chúc sức khỏe dồi dào. Chúc quý vị có một buổi tối thật là tuyệt vời. Chúng tôi cũng hy vọng rằng trong buổi tối hôm nay sự có mặt của chúng tôi chắc chắn sẽ không làm giảm bớt đi một phần nào cái bầu không khí nồng nhiệt, vui vẻ và đầy ắp tiếng cười của quý vị trong chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta không thể thiếu người chơi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với hai vị tham gia chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời bạn Hoài Ly tự giới thiệu về mình. Xin chào tất cả các bạn, mình là Dương Hoài Ly. Mình đang là sinh viên năm thứ 3 trường Cao đẳng Quản trị Kinh doanh. Mình rất vui khi được tham gia vào chương trình này. Và vui hơn nữa là mình được tham gia chương trình đầu tiên do anh Sĩ Tiến và chị Thu Hương dẫn chương trình. Rất mong sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn. Và bây giờ sẽ là người thứ hai. Xin mời anh Duy Phúc. Kính chào khán giả gần xa. Tên tôi Duy Phúc, tuổi trong ngoài 40. Đuổi hình bắt chữ vui tươi. May sao tôi lại được chơi kỳ này. Rất mong khán giả trường quay động viên khích lệ những người cùng chơi. Xin chúc mọi người sức khỏe, luôn luôn được mạnh khỏe. Ai cũng không bị sứt mẻ, ngày nào cũng tươi trẻ. Không ai dám bắt bẻ, tiền chẵn hơn tiền lẻ. Mua bán gì cũng rẻ, thảm họa cùng chia sẻ. Lưu ý chuyện sinh đẻ, không bao giờ buồn tẻ, tất cả đều vui vẻ. Xin cảm ơn, xin cảm ơn những lời giới thiệu của anh. Rất đặc biệt, rất đặc biệt ạ. Vâng, và quả thật là những lời chúc mừng của anh Phúc chắc chắn là cuộc chơi của chúng ta ngày hôm nay sẽ rất là vui vẻ. Vâng. Và kính thưa quý vị, chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ gồm 4 phần. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên, phần thi ngẫu hứng. Trước khi vào phần thi ngẫu hứng, chúng tôi muốn lưu ý các bạn một số luật chơi. Vòng 1 phần thi ngẫu hứng, trên màn hình sẽ có 9 miếng ghép. Mỗi miếng ghép là một hình, tương ứng mỗi hình là một câu. Hai bạn sẽ có 10 giây để trả lời mỗi miếng ghép nhỏ. Trả lời đúng, các bạn sẽ ghi được một số điểm là 50 điểm. Miếng ghép thứ 10 thì các bạn sẽ đạt được số điểm là 100 điểm. 100 điểm. Vâng. Và các bạn lưu ý là phần chơi này các bạn chỉ được phép nhấn chuông có một lần duy nhất. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Chắc là các bạn đã hiểu luật chơi. Vâng. Và bây giờ xin mời miếng ghép đầu tiên. Miếng ghép đầu tiên, xin mời. Đây là cái gì? Xin mời anh Phúc. Quả mơ. Vâng. Chính xác, quả mơ. Quả mơ. Gần như ngay lập tức, thưa quý vị, gần như ngay lập tức, anh Duy Phúc của chúng ta đã đoán được đáp án của chương trình, quả mơ. Và 50 điểm. Vâng, quả mơ chính là một thứ quả xanh nhỏ, khi chín có màu vàng sậm, có lông mịn và có vị chua. Và sau đây, xin mời quý vị đến với miếng ghép thứ hai. Xin mời. Đây là cái gì? Các bạn hãy ghi vào đám chữ ạ. Rất nhiều chữ ạ. Nào ai? Nhìn đám chữ ạ, có chữ cảm và chữ sầu. Vâng, xin mời chị Hoài Ly. Đa sầu đa cảm. Vâng, hoàn toàn chính xác. Đa sầu đa cảm. Câu thành ngữ chê những người có tính quỷ mị, hơi một tí là buồn rầu, xúc động. Vâng, quả thật hôm nay hai người chơi của chúng ta rất xuất sắc. Và bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 3. Xin mời. Vâng, xin mời bạn Ly. Hàng cỏ. Không đúng. Không đúng ạ. Thời gian còn lại dành cho anh Phúc.
Anh hãy nhìn ạ, những cây gì đây ạ? Rất nhiều cây. Rất nhiều cây. Xếp ngay ngắn thẳng hàng. Nào, anh nói đi ạ. Anh có nhìn thấy cây gì không ạ? Ôi, hết giờ. Quả là tiếc quá ạ. Đáp án của chúng tôi là đồng hành. Đồng hành. Cụm từ dùng sau danh từ dùng để trả người đi cùng với nhau. Ví dụ như là bạn đồng hành. Vâng ạ, ví dụ như là tôi với cả anh Tiến ấy ạ, là bạn đồng hành cùng dẫn chương trình đấy ạ. Vâng. Vâng. Và bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ tư. Xin mời miếng ghép thứ tư. Các bạn. Vâng, ngay lập tức chị Hoài Ly, xin mời chị Hoài Ly. Nữ ca sĩ. Ôi chưa không đúng. Chính xác. Gần đúng ạ. Xin mời Phúc. Anh Phúc. Ca sĩ. Không đúng. Tiếc quá ạ. Thưa quý vị, đáp án của chúng tôi là đơn ca. Vâng. Đơn ca là một hình thức biểu diễn nghệ thuật hát một người. Ví dụ như là tiết mục đơn ca này, ca sĩ hát đơn ca. Vâng, quả là rất tiếc. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với miếng ghép thứ 5. Xin mời. Dạ, các bạn có nhìn thấy không ạ? Chữ ngay trên đấy đấy ạ. Vâng. Xin mời bạn Ly ạ. Hồ sơ gì đấy tuyệt mật ạ? Không đúng. Trời ơi, bạn nhớ lại đi, hồ sơ. Có chữ hồ sơ rồi ạ. Cơ hội dành cho anh Phúc. Anh Phúc. Hồ sơ gì ạ? Nhanh nhanh, thời gian của chúng tôi sắp hết rồi ạ. Anh có đoán. Vâng, hết giờ, tiếc quá. Đáp án của chúng tôi là hồ sơ thần chết. Và chắc là các bạn đã nhớ ra, đây là tên của một bộ phim của Đức nói về kho lưu trữ danh sách các điệp viên phát xít Đức của những nước thuộc khối đồng minh trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Kho này đã được đặt trong một khu mỏ cũ của Ba Lan và cuối cùng đã được tình báo Nga phát hiện ra. Vâng, quả là rất tiếc. Nhưng mà không sao, chúng ta vẫn còn rất nhiều những bức tranh khác. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bức tranh thứ 6. Xin mời. Các bạn có nhìn thấy gì không ạ? Một con vật đang làm gì đấy ạ? Đang làm gì ạ? Dạ vâng. Chúng tôi đã nhận thấy tín hiệu từ anh Phúc, mời anh ạ. Ngoe ngoẩy như chó vẫy đuôi. Vâng, hoàn toàn chính xác. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay anh Phúc của chúng ta được 100 điểm. Còn chị Hoài Ly vẫn đang mức 50 điểm. Không sao, nhưng mà tôi nghĩ rằng là thời gian rất còn dài phải không ạ? Bạn Ly hãy cố lên, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với miếng ghép thứ 7. Xin mời miếng ghép thứ 7. Bạn hãy nhìn thấy cái gì ở trên đấy ạ? Cái gì ở trên mặt hình ấy ạ? Một cái gì trên mặt hình ạ? Vâng, xin mời anh Phúc. Sổ vàng. Vâng, lần này thì chiến thắng lại thuộc về anh Phúc. 50 điểm một lần nữa thuộc về anh Phúc. Sổ vàng, sổ dùng để ghi trang trọng tên những người có công lao hoặc có những ý kiến cảm tưởng của những người rất được coi là có quan trọng đối với một tổ chức và cơ quan. Ví dụ như là ghi tên vào sổ vàng của Viện Bảo tàng. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đến với miếng ghép thứ 8. Và xin mời miếng ghép thứ 8. Bạn Ly. Vâng, xin mời bạn Ly. Nước gần cất. Như là tức là bạn Ly. Dạ, dạ. Nước cất. Vâng, hoàn toàn chính xác. Xin quý vị một tràng vỗ tay cho bạn Ly. Nào, cố lên. Hai người tranh nhau vẫn là 50 điểm. Bạn Ly thân mến. Vâng. Nước cất có nghĩa là một loại nước tinh khiết cất từ nước lã dùng để pha dược phẩm, hóa chất. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với miếng ghép thứ 9. Xin mời miếng ghép thứ 9. Dạ, quá dễ. Nhanh lên ạ. Quá dễ, nói đi. Bấm chuông đi. Vâng, một lần nữa xin mời bạn Ly. Mơ hồ ạ. Hoàn toàn chính xác, xin một tràng vỗ tay dành cho bạn Ly. Vâng. Mơ hồ, không rõ ràng thế này hay thế kia. Ví dụ câu nói mơ hồ, còn hiểu mơ hồ. Vâng, đấy chính là đáp án của chúng tôi. Vâng, và bạn Ly đã một lần nữa lại ghi thêm 50 điểm. Xin chúc mừng bạn Ly. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với miếng ghép cuối cùng. Miếng ghép thứ 10. Các bạn, nhanh lên nào. Miếng ghép thứ 10, nếu các bạn không trả lời được. Mở ra, cho nên là không đủ thông tin các bạn có thể đoán được. Nào, nhanh lên. Các bạn, có nhìn thấy không ạ? Các bạn
bạn nhìn thấy gì không ạ? Đi ra đi vào kìa. Các bạn có đoán được không ạ? Vâng, xin mời anh Phúc ạ. Không thầy, đố mày làm nên. Không chính xác. Bây giờ cơ hội dành cho bạn Hoài Ly. Nào, nhanh lên. Hai bức tranh là hai phần riêng biệt. Một cái thì có rất nhiều trăng và sao, và một cái thì có ánh sáng. Nào, bạn có để ý được không ạ? Dạ, xin mời bạn Ly nhanh lên, thời gian của chúng tôi sắp hết rồi, bạn có trả lời được không ạ? Nhanh lên ạ. Rất tiếc, hết giờ. Rất tiếc, miếng ghép thứ 10 của chúng ta vẫn chưa có đáp án. Vì thế phần trả lời sẽ thuộc về quý vị khán giả. Vâng, xin mời. Chúng tôi sẽ mời một vị khán giả. Ai ạ? Vâng, xin mời chị áo vàng. Dạ thưa anh chị, đó là câu cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan ạ. Chưa chính xác. Gần chính xác một chút xíu nữa thôi ạ. Ai ạ? Vâng, xin mời chị Báo Hồng cuối cùng kia. Phải là quan nhất thời dân vạn đại không ạ? Dạ vâng. Rất tiếc chưa phải đáp án của chúng tôi. Vâng, xin mời bạn Nam áo kẻ ngay hàng ghế thứ 1, 2, 3 cố cơ mời bạn. Thưa chị, có phải là con ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan không? Hoàn toàn chính xác. Đó chính là đáp án của chúng tôi. Bạn có thể trả lời, bạn có thể tự giới thiệu về mình được không ạ? Dạ em là Nguyễn Quyết Thắng ạ, năm nay em 23 tuổi, em làm ở công nhân công ty May 10 ạ. Xin mời bạn nhận một phần quà của chương trình và nhà tài trợ. Chúng ta đã vừa trải qua phần thi thứ nhất. Và bây giờ chúng ta hãy thử nhìn lại xem người chơi của chúng ta đã được bao nhiêu điểm. Đầu tiên là anh Phúc. Vâng, anh Phúc đã đạt được một số điểm là 150 điểm. Xin chúc mừng anh. Và người thứ hai là chị Hoài Ly. Chị Hoài Ly cũng được 150 điểm. Các bạn có nhìn thấy những miếng ghép của chúng tôi có khó không ạ? Dạ, đối với em là tương đối khó. À, tương đối khó ạ. Thế còn anh Phúc? Đối với tôi thì cũng khó, nhưng mà tôi nghĩ rằng Ly có vẻ nhanh tay hơn tôi một chút. À, dạ vâng ạ. Thế nhưng mà cơ bản là những miếng ghép của chúng tôi là có thú vị không ạ? Có, rất thú vị. Rất hấp dẫn, thú vị ạ. Thế anh Phúc và bạn Ly có thể nhìn thấy bức miếng ghép nào là thú vị nhất? Miếng ghép thú vị nhất đối với em đó là miếng ghép đồng hành ạ. Đồng hành, vâng. Dạ vâng. Mà miếng ghép đấy là bạn đã không trả lời được đấy. Vâng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần 2 của chương trình với tên gọi đuổi hình bắt chữ theo chủ đề. Vòng 2 chủ đề của chúng tôi về cấu trúc thì cũng giống như là phần thi ngẫu hứng, chỉ khác ở chỗ là mỗi miếng ghép trả lời đúng các bạn sẽ có được một số điểm, tức là gấp đôi lên, có nghĩa là một miếng ghép đúng thì các bạn sẽ được 100 điểm và miếng ghép thứ 10 là các bạn sẽ được 200 điểm. Các bạn đã rõ luật chơi chưa ạ? Rồi ạ. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Vâng, nếu đã sẵn sàng thì bây giờ xin mời miếng ghép đầu tiên. Vâng, xin mời anh Duy Phúc. Hát gò là hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng anh. 100 điểm đầu tiên đã dành cho anh Phúc. Hát gò là đó là một điệu hát dân ca vùng đồng bằng Bắc Bộ, chắc có lẽ ai cũng biết. Vâng, và bây giờ chúng tôi xin đến mời các bạn đến với miếng ghép thứ hai. Xin mời chị Hoài Ly. Vâng, ngay lập tức chị Hoài Ly đã có chuông. Xin mời chị. Lý ngựa ô. Hoàn toàn chính xác. Chị Hoài Ly, chúng ta lại lập tức ghi được 100 điểm nữa. Hiện nay số điểm của hai người đang bằng nhau, 250 và 250. Lý ngựa ô đó là một điệu lý thuộc dân ca Nam Bộ. Chị Ly đoán được câu, đoán được đáp án như vậy thì có thể hát được một điệu không? Chị có hát được không ạ? Dạ em cũng... Lý ngựa ô là một bài hát đấy. Vâng ạ. Bạn có hát được không ạ? Có. À vâng ạ. Chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay cổ vũ cho bạn Ly của chúng ta. Có con ngựa, ngựa ô. Có con ngựa, ngựa ô. Ngựa ô anh cất, anh cất nhiều gian. Anh cha cất bạc, lục lạc đồng bên.
Và bây giờ chúng ta sẽ đến với miếng ghép thứ ba. Xin mời. Dạ, vâng, xin mời anh Phúc. Hát sầm. Hoàn toàn chính xác. Vâng, thêm 100 điểm nữa dành cho anh Phúc. Hát sầm là những câu hát 6-8. Hát sầm chia ra làm hai loại, sầm chợ và sầm cô đào. Có lẽ là ngày hôm nay chúng ta đã biết thêm rất nhiều điều thú vị về hát sầm. Và bây giờ, thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với miếng ghép thứ tư. Xin mời. Dạ. Vâng, xin mời bạn Hoài Ly. Hát quan họ. Không chính xác. Cơ hội hiện nay dành cho anh Duy Phúc. Vâng, mời anh. Hát đò đưa. Vâng, lần này thì anh Phúc của chúng ta lại ghi thêm 100 điểm nữa. Xin chúc mừng anh. Thưa quý vị, hát đò đưa là điều hát ví trong khi chèo đò. Khi hát một mình người ta gọi là hát buông. Khi có hai hay nhiều người đi trên sông, trai thuyền nọ hát đối với gái thuyền kia gọi là hát cuộc. Người hát thường là người chèo đò. Nội dung bài hát thường là về tình yêu nhưng luôn gắn kết với cuộc sống bồng bềnh trôi trên sông nước ạ. Và bây giờ chúng tôi xin kính mời các bạn đến với một miếng ghép. Miếng ghép thứ 5, xin mời. Đây là tên một làn điệu dân ca. Nào. Vâng, lần này thì anh Phúc là nhanh hơn đấy ạ. Mời anh. Hát đĩa bánh bò. Dạ, cái gì ạ? Hát dạ, đĩa bánh bò. Chưa chính xác ạ. Mời bạn Ly ạ. Ly dĩa bánh bò. Vâng, bạn Ly của chúng ta kết quả là chính xác. Tôi không ngờ đấy ạ. Thật sự không ngờ là bạn có thể biết được một điệu lý dân ca vùng Nam Bộ. Dạ vâng. Và bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 6. Xin mời. Dạ, cái gì đây ạ? Các bạn. Vâng, mời bạn Ly. Chúng tôi đã nhận được tín hiệu của bạn. Đàn tranh. Dạ, hoàn tiếc quá, chưa phải ạ. Cơ hội dành cho anh Duy Phúc. Dạ, mời anh Phúc. Nhanh lên. Vâng, mời anh ạ. Hát phường vải. Vâng, lần này thì chúng tôi không biết nói gì hơn. 100 điểm nữa dành cho anh Phúc. Hát phường vải là một trong những điệu hát dân ca thuộc dân ca Nghệ Tĩnh. Hát phường vải thường biểu lộ tâm tình của hai bên trai gái về những giấc mơ yêu đương hoặc những lời oán trách kẻ chia rẽ tình duyên. Nhưng nội dung bài hát bao giờ cũng lạc quan và tin tưởng. Vâng, hôm nay thì chúng ta lại được biết thêm là hát phường vải, nội dung bài hát thì bao giờ cũng rất lạc quan. Mà tôi nghĩ rằng là hát thì bao giờ cũng rất lạc quan. Và vì thế cho nên là các bạn cứ lạc quan lên, bạn Ly cứ lạc quan lên. Vâng. Thời gian còn rất nhiều. Đúng rồi ạ. Bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 7. Xin mời miếng ghép thứ 7. Vâng. Hát xoan. Vâng, lần này thì chúc mừng bạn Ly 100 điểm. Bạn Hoài Ly thân mến, hiện nay số điểm của bạn là 450 điểm. Và anh Duy Phúc là 550 điểm. Vâng, rất gần nhau thôi, bạn cứ yên tâm. Hát xoan chính là lối hát dân gian Phú Thọ, làn điệu phong phú, đệm bằng trống phách, đôi khi có điệu bộ để minh họa. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với miếng ghép thứ 8. Xin mời. Vâng, anh Duy Phúc xin mời anh. Lý con sáo. Anh luôn luôn đưa tay vào hoàn toàn chính xác. Vâng, chúc Lý con sáo. 100 điểm dành cho anh Phúc. Bạn Ly cứ bình tĩnh, thời gian còn rất dài. Bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 9. Xin mời. Ồ, cái này thì dễ quá rồi. Có chú họ. Vâng, mời bạn Ly. Hát quan họ. Ôi thưa. Thưa rồi. Mấy phút. Mấy phút. Quan họ. Hoàn toàn chính xác. Thưa quý vị, anh Phúc của chúng ta đã vượt lên. Hiện nay là anh Phúc của chúng ta được 750 điểm rồi. Và Hoài Ly thân mến, bạn mới có được 450 điểm thôi. Vâng, quả thật. Có vẻ như là anh Phúc của chúng ta rất là hợp với cả quan họ đúng không ạ? Bởi vì hôm nay anh ăn mặc cũng rất là giống quan họ, cho nên là đáp án anh tìm ra cũng rất là nhanh. Vâng, đáp án của chúng tôi là quan họ. Dân ca trữ tình vùng Bắc Ninh, một làn điệu phong phú biểu diễn dưới hình thức đối giọng, đối lời.
Ví dụ như là chúng ta đã thường được nghe những điệu quan họ để những làn điệu quan họ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với miếng ghép thứ 10. Xin mời. Vâng, mời bạn Ly. Hát chống quân. Và lần này chiến thắng đã thuộc về bạn Ly. Được 120 điểm, xin chúc mừng bạn Ly. Vâng, hát chống quân là một loại dân ca đặc biệt của miền Bắc có từ đời Trần. Thời gian quân ta chống quân xâm lược nhà Nguyên. Các câu trong bài hát thường là những câu lục bát, tình tứ, ca tụng cảnh đẹp thiên nhiên, sự trù phú của giang sơn đất nước, cảnh làm ăn vui vẻ đầm ấm ở nông thôn. Quả là thật tuyệt vời phải không các bạn? Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ xem tổng số điểm của hai người ghi được trong vòng 2 vừa qua. Anh Phúc đã có một số điểm là 750 điểm. Xin chúc mừng anh. Còn bạn Hoài Ly, 570 điểm. Xin chúc mừng bạn. Một chút thời gian để gặp gỡ và giao lưu với hai người chơi của chúng ta. Chị vâng. Dương Hoài Ly là sinh viên năm cuối trường Cao đẳng Quản trị Kinh doanh. Sở thích, thích tất cả các loại hoa, đặc biệt là hoa ly. Thích âm nhạc, thể thao, du lịch, shopping. Thích sự lãng mạn, thích ăn những món ăn do mẹ nấu. Thích xem các chương trình thời sự, phim hành động giải trí, thích gặp gỡ bạn bè để hàn huyên tâm sự. Vâng, nói chung là bạn Ly của chúng ta là một người thích rất nhiều. Thế nhưng mà trong này tôi hơi thắc mắc là bạn nói rằng bạn thích tất cả các loại hoa, nhưng mà đặc biệt là loài hoa ly. Tôi muốn hỏi là phải chăng là bởi vì tên bạn là Ly cho nên là bạn cũng rất thích hoa ly ạ? Đúng không ạ? Dạ. Hay là chị... tên Ly và bông hoa ly có liên quan gì đến nhau? Bạn có thể nói cùng với khán giả được biết được không? Dạ thưa chị, em thích hoa ly không chỉ vì tên gọi của hoa ly là giống tên gọi của em, mà hoa ly là một loài hoa có mùi thơm rất là đặc biệt ạ. Và hoa ly em thấy đây là một loài hoa rất là cao sang và nó có sức sống rất là lâu ạ. Quả đúng là như vậy. Và có lẽ là không phải chỉ một mình bạn Ly thôi, mà rất nhiều người tôi biết là cũng rất thích hoa ly. Ở trong này bạn có nói với tôi là bạn là một sở trường của bạn là thiết kế trang phục. Thế bạn đã bao giờ bạn tự thiết kế cho mình một bộ trang phục chưa? Dạ cũng rất nhiều rồi ạ. Đây là một sở thích từ khi mà em còn rất nhỏ. Khi mà học tiểu học thì em đã có một catalog váy và quần áo do mình tự thiết kế. Và đây cũng là mơ ước mà em được làm sau này ạ. Ở trong này tôi còn thấy bạn nói là... ước mơ. Bạn mơ ước, đúng. Dạ. Ước mơ trở thành một doanh nhân giàu có. Vâng. Và tôi đọc cái trích ngang nghề nghiệp của bạn thì bạn là sinh viên năm cuối trường Cao đẳng Quản trị Kinh doanh. Vâng. Thì như cái ước mơ của bạn và cái sự bạn đang theo học có vẻ hợp nhau đấy ạ. Dạ vâng ạ. Được học ở trường quản trị kinh doanh thì em cũng có tích lũy được một chút kinh nghiệm. Cộng thêm vào đó là niềm say mê, em rất thích làm kinh doanh ạ. Và trong xã hội ngày nay thì em thấy có rất nhiều những nhà doanh nhân trẻ thành đạt. Và đấy là những người mà em rất ngưỡng mộ và em rất muốn được như họ. Khi mà trở thành doanh nhân giàu có thì em có thể thực hiện được những ước mơ của mình. Và điều quan trọng là em muốn làm từ thiện. Chúc bạn ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực trong một ngày không xa. Vâng, cảm ơn anh chị. Và bây giờ quý vị khán giả sẽ làm quen với anh Duy Phúc. Anh Duy Phúc là công an tại thành phố Hà Nội phải không ạ? Anh có nói với chúng tôi là anh làm một nhiệm vụ, tức là nhiệm vụ bảo vệ. Và trong đó thì anh có bảo vệ phụ nữ. Thưa anh Phúc là thế anh đã bao giờ anh bảo vệ phụ nữ và anh bảo vệ như thế nào ạ? Kính thưa quý vị khán giả, như tôi giới thiệu tôi làm công tác bảo vệ thì có rất nhiều nội dung. Thế nhưng mà nếu mà kỹ thêm thì có lẽ là gặp riêng chị Thu Hương và anh Sĩ Tiến. Thế còn trong nội dung bảo vệ thì như là tôi có gợi ý là có bảo vệ phụ nữ thì theo tôi thì phụ nữ là một trong những người rất được giúp đỡ. Vì là họ cũng có nhiều cái đau khổ và có nhiều cái là chưa được công bằng. Thế nên là cần phải bảo vệ và giúp đỡ ở mọi lúc mọi nơi. Anh là một người rất hiểu biết về phụ nữ chúng tôi. Và tôi nghĩ rằng chắc chị Nhà sẽ là một người rất là hạnh phúc. Bởi vì anh là người luôn luôn bảo vệ. Phải thế không ạ? Và trong này tôi thấy anh lại còn nói là anh rất thích nghiên cứu địa lý. Từ đó giúp mình có thần kinh vững,
không bị bất ngờ trước sự việc gì, bình tĩnh và tự tin. Quả là tôi cũng không hiểu là tại sao mà từ địa lý lại thần kinh đến thần kinh, hai cái phạm trù này hoàn toàn khác nhau, thì có liên quan gì đến nhau ạ? Anh có thể giải thích cho chúng tôi được không ạ? Tôi cũng giải thích là từ bé khi mà còn đi học ấy, cho đến bây giờ thì tôi cũng rất thích nghiên cứu về địa lý, nhất là vũ trụ hoặc là sự hình thành của trái đất và những cái biến đổi xung quanh. Thì sau khi tất cả những cái ý mình hiểu rồi thì mình sẽ chủ động và mình vững tâm hơn trong cuộc sống. Và mình cũng không bị bất ngờ đối với bất cứ một sự việc gì. Đúng ạ. Thế cho nên là theo tôi hiểu thì là trong cái cuộc sống diễn ra hàng ngày, cái chính là do chính bản thân mình là chính. Đúng. Chứ không phải là do một cái siêu phàm hay là một cái vấn đề gì đó. Vâng. Thế cho nên là tôi nghiên cứu địa lý và vũ trụ thì tôi cũng cảm thấy là để cho mình vững trong công tác và trong cuộc sống hàng ngày. Dạ vâng, đấy. Điều này thì tôi cũng hoàn toàn nhất trí với cả anh. Và thêm một chi tiết nữa là anh nói rằng trong cuộc sống ấy thì anh rất thích thời trang đích thực mà lại không thích thời trang sân khấu. Tôi hỏi là nếu mà nói về thời trang, có thể là ngày hôm nay anh đã mặc một bộ quần áo rất là độc đáo đúng không ạ? Vậy thì anh quan niệm thế nào là thời trang đích thực, thế nào là thời trang sân khấu ạ? Trước tiên thì nói như các nhà chuyên môn ấy, thì tôi mặc bộ quần áo này thì ấn tượng khó quên, đậm đà bản sắc dân tộc. Vâng. Và tôi may bộ đồ này thì cũng định là thỉnh thoảng có tiết mục gì ở cơ quan thì sẽ mặc. Dạ. Và tôi có một ý nghĩ, tức là nếu mà sau này trở thành quan chức ấy, thì thỉnh thoảng tôi mặc để tiếp khách. À vâng. Thế còn thời trang ấy thì tôi thích thời trang đích thực, tức là những cái thời trang mà người ta thiết kế mà mọi người ở mọi nơi, thành thị, nông thôn đều có thể mặc được. Vâng. Thế còn cái thời trang mà tôi không thích lắm thì là như thời trang trên sân khấu, tức là thời trang chỉ để cho vui mắt thôi. À, chứ vâng. Còn không thể đi mặc ở ngoài đường được. À, thì vâng, tôi vâng. Không thích thời trang ý. Vâng. Quan điểm về thời trang thì nó có hai điểm hơi khác nhau một chút. Đó, vâng. Đó là thời trang ứng dụng và thời trang biểu diễn. Hai cái điều đó thì nó không phải lúc nào cũng hợp với nhau. Những người làm biểu diễn là một mảng thời trang khác, và những mảng thời trang ứng dụng là chúng ta mặc hàng ngày lại đến công sở là một việc khác. Dạ vâng. Xin cảm ơn anh ạ. Còn một chi tiết cuối cùng tôi muốn hỏi anh, tức là anh là một người, anh bảo anh rất thích viết chuyện này, làm thơ khi có cảm hứng, rồi anh lại còn hát nữa, rồi anh lại thường xuyên mê chụp ảnh. Anh mê chụp ảnh thì xin hỏi là anh đã từng là một nhà nhiếp ảnh ạ? Thưa quý vị khán giả, là tôi thì cũng không phải là nhà nhiếp ảnh gia. Dạ. Nhưng mà vì là tôi cũng mê chụp ảnh cho nên là thường là tôi cũng hay có máy ảnh. Thế là và đi công tác hay là sinh hoạt ở mọi nơi theo. Thì là tôi cũng chụp ảnh. Vâng. Thế cho nên là nhân dịp này khi mà tôi viết đăng ký thì tôi cũng đem theo một số ảnh. À. Thì để có thể là giới thiệu qua. Dạ. Thế tôi xin phép được giới thiệu. Vâng. Vâng ạ, xin mời anh. Đây là mấy bức ảnh mà tôi đã từng đi công tác và đã từng chụp được. Ví dụ đây là bức ảnh tôi chụp ở Sapa, các bà con dân tộc Giao. Vâng. Đây là bức ảnh mà tôi chụp Tổng thống Putin ở khách sạn Hà Nội Đài U. Vâng, anh đã tiếp cận được Tổng thống Putin đấy ạ. Đây là bức ảnh mà Paragame 2 tổ chức tại Hà Nội. Vâng. Đây là Nguyễn Thị Huyền, Hoa hậu tại Quảng Ninh ạ. À vâng. Vâng. Và có một dịp tôi đi xem đội hình bắt chữ thì như các bạn biết đây là đội ngũ kỹ thuật và có cả anh Cường ở đây ạ. Vâng. Dạ vâng đấy ạ. Thế và bức ảnh cuối cùng tôi muốn giới thiệu đây là đồng đội của tôi mà qua các thế hệ thì tôi cũng chụp để lưu niệm. Một lần nữa xin cảm ơn anh Duy Phúc và bạn Hà Ly. Và bây giờ sẽ là phần thi đếm ngược. Trên màn hình cũng có 9 miếng ghép nhỏ, đằng sau 9 miếng ghép nhỏ là một miếng ghép lớn. Các bạn sẽ có 20 giây để trả lời mỗi miếng ghép nhỏ. Điểm số ở vòng này sẽ khác hai vòng trước để các bạn có cơ hội ghi được thật nhiều điểm. Bắt đầu sẽ là 200 điểm và thời gian trôi đi, số điểm của các bạn sẽ mất dần. Vì vậy, càng có câu trả lời sớm, chính xác, các bạn sẽ được càng nhiều điểm. Và ở miếng ghép thứ 10, miếng ghép lớn, nếu trả lời chính xác, các bạn sẽ ghi được 400 điểm. Điểm này, tôi xin lưu ý, điểm này cũng sẽ bị trừ đi nếu như có một miếng ghép nhỏ đã được mở ra. Các bạn đã hiểu rõ luật chơi chưa ạ? Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Vâng, nếu đã sẵn sàng thì bây giờ xin mời miếng ghép đầu tiên của phần đếm ngược. Các bạn hãy nhanh lên ạ.
có một mũi tên. Các bạn nhìn mũi tên. Hãy nhìn được mũi tên, nhanh lên. Vâng, xin mời anh Phúc. Một miệng hai lòng. Hoàn toàn chính xác. Tôi không biết anh có thể trả lời nhanh được như vậy. Xin chúc mừng anh. Anh Phúc của chúng ta ghi được 100 điểm. Một miệng hai lòng, chê kẻ không thật thà, nói thì ra vẻ tử tế nhưng trong lòng thì lại muốn hại người ta. Vâng. Xin chúc mừng anh Duy Phúc. Và bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ hai. Xin mời. Hãy nhìn được mũi tên. Lý ơi, nhìn được mũi tên. Hãy nhìn. Nhanh. Ông cái gì đấy? Vâng, mời bạn Lý. Đầu ông sư. Không phải. Bạn có thể. Vâng, xin mời anh Phúc. Không phải, vẫn chưa phải ạ. Chưa phải đáp án của chúng tôi. Các liên bạn hãy cố lên. Vừa trả lời liên tục. Nào. Lần này các bạn có thể nhấn chung liên tục. Vâng, cái gì ạ? Chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ bạn Ly. Xin mời bạn. Quả tiên. Cũng không chính cũng xác. Cũng chưa phải. Đáp án của chúng tôi. Hết giờ rồi ạ. Vâng, đáp án của chúng tôi là lạc tiên. Vâng. Lạc tiên, cây leo mọc hoang, lá dạng tim, mép lá có răng nhỏ, tua cuốn và hoa mọc ở kẽ lá. Quả mọng khi chín có màu đỏ tím sẫm. Thân cây dùng làm thuốc. Và bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ ba. Xin mời. Ôi giời, câu này quá dễ. Vâng, anh Phúc. Vâng, mời anh Phúc. Xấu hổ lấy rổ mà che. Vâng, lần này thì hoàn toàn chính xác. Anh Phúc của chúng ta đã ghi thêm được 180 điểm. Xin chúc mừng anh Phúc. Xấu hổ lấy rổ mà che là một cụm từ chế giễu những người hay xấu hổ, những người hay thẹn thùng. Và bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ tư. Xin mời. Nào, hãy nhìn vào hai cái bụng. Hai cái bụng. Hai cái bụng rất khác nhau đấy ạ. Trời ơi, một bụng thì to và một bụng thì bé. Lẹp kẹp thế kia, đồng kia thì to quá. Nhanh lên. Đang đói bụng rồi phải làm cái gì thế kia? Khổ. To, bụng to thì là làm sao mà bụng to và bụng bé thì làm sao mà... Tiếc quá. Hết giờ, đáp án của chúng tôi là hay làm thì đói mà hay nói thì no. Vâng. Hay làm thì đói mà hay nói thì no. Đó là một lời than phiền về một sự bất công trong xã hội. Vâng, nhưng mà không sao, chúng ta hãy còn nhiều miếng ghép. Bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 5. Xin mời. Hãy nhìn vào mũi tên. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Hãy nhìn vào mũi tên. Mũi tên có cái gì đấy ạ? Vâng, một chiếc đồng hồ. Một chiếc đồng hồ, đúng mà rồi. Mà ngoài trời thì là... Vâng, xin mời bạn Ly. Gà gáy sáng. Không, không chính xác, chưa chính xác. Bạn gần được rồi. Gần được rồi, không phải là sáng. Không phải là sáng, trời tối thế kia cơ mà. Không phải là hãy sáng. Hãy nhìn vào kim đồng hồ chứ. Mời anh Phúc. Nửa đêm gà gáy. Vâng, lần này thì chúc mừng anh Phúc. Anh được thêm 40 điểm. Nửa đêm gà gáy. Vâng, cả đêm vắng khuya, vắng vẻ. Vâng, và bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 6. Xin mời. À, cái này thì dễ rồi. Một hỏi gì kia kìa bạn Ly. Cái này phụ nữ hay trùng lắm. Vâng, cái gì đấy ạ? Chứ mời hỏi Ly. Hỏi xong. Chưa phải, có một từ giống. Nhưng mà kia, chỗ ơi bạn. Nhanh lên, không phải, một từ đúng rồi đấy ạ. Vâng, mời bạn. Hỏi Ly. Bụng son. Gì ạ? Bụng son. Bụng son, không phải. Không phải. Những cái tỏi son khác thì khác, sao nhỉ? Khác nhau cái gì nhỉ? Những tỏi son khác nó có những cái gì nhỉ? Vâng, mời bạn. Màu son. Không phải, vẫn không phải. Anh Phúc có nghĩ ra được không ạ? Vâng, mời bạn. Sắc son. Không phải, vẫn chưa phải, gần đúng rồi bạn, nhanh lên. Không phải da. Là gì ạ? Vàng son. Không phải, một từ đúng rồi. Vâng, hết giờ. Của chúng tôi là son trẻ. Vâng, son trẻ. Thưa quý vị, những thỏi son khác thì lại có râu. Còn một thỏi son kia thì không có râu, tức là son trẻ đấy ạ. Bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 7. Xin mời. Các bạn, vâng, mời bạn đi. Hồn thơ. Hoàn toàn chính xác. Hồn thơ. Xin chúc mừng bạn đi thi thêm
đạt được 160 điểm. Vâng, hồn thơ, đó là cảm hứng của nhà thơ. Lần này thì bạn Ly của chúng ta đã là người chiến thắng. Và bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 8. Xin mời. Cái gì ạ? Một người. Các bạn có nhìn thấy một người đang cần đang bỏ cái gì và bê cái gì không ạ? Đang cầm gì? Vâng, mời bạn Ly. Bưng bát bỏ mâm. Cái gì ạ? Bưng bát bỏ mâm. Không, chưa thì xem, chưa thì xem rồi. Vâng, mời anh. Mời anh Phúc. Tham bát bỏ mâm. Vâng, lần này thì đáp án của chúng tôi, anh Phúc đã trả lời đúng. Tham bát bỏ mâm. Chia vai kẻ tham lam nhưng ngu dốt. Tham mối lợi nhỏ mà bỏ mất mối lợi lớn. Vâng, anh Phúc của chúng ta đã ghi thêm được 70 điểm. Và bây giờ xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 9. Xin mời. Nào, bạn Ly có nhận ra được cái gì không ạ? Cái kia chắc nặng lắm đấy. Nặng quá ạ. Nặng quá đấy. Nào, nhanh lên. Đang đi, cái gì thời gian của chúng tôi sắp hết rồi ạ. Cái gì thổi như kia? Cái gì thổi mà chúng nặng? Đèo cái gì nhỉ? Hết giờ, tiếc quá. Cái bán của chúng tôi là đèo heo hút gió. Vâng, một nơi xa xôi hẻo lánh gọi là đèo heo hút gió. Vâng, xin mời các bạn đến với miếng ghép thứ 10 của chúng tôi. Xin mời. Các bạn có nhìn thấy gì không ạ? Vì một số miếng ghép chưa mở ra, cho nên việc đoán ra bức tranh này rất khó. Đây là tên một hồ. Hồ. Hồ nước. Vâng, mời bà Ly. Hồ Trúc Bạch. Hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng bà Ly. Vâng, thật tuyệt vời, bạn Hoài Linh của chúng ta đã mở ra bức tranh thứ 10 mặc dù thông tin đang thiếu. Vâng, Hồ Trúc Bạch, đó là tên của một hồ nhỏ thuộc quận Ba Đình, là phần đất phía đông Hồ Tây. Chúa Trịnh Giang năm 1729 đã cho xây dựng một cung điện gọi là Trúc Lâm Viện để gọi là Trúc Lâm Viện để nghỉ ngơi, và sau này dùng để an trí các cung nữ phạm tội. Họ đã lấy nghề dệt lụa để mưu sinh, mà nhân dân quen gọi lụa xóm Trúc. Sau này nhân dân đã đào đắp đập đánh cá tách Hồ Tây ra một hồ nhỏ và lấy tên là Hồ Trúc Bạch. Vâng, bạn Ly của chúng ta đã vừa chiến thắng trong phần thi trong miếng ghép thứ 10. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn lại số điểm hai bạn chơi của chúng ta đang có. Thật anh Trần Duy Phúc của chúng ta đã đạt một số điểm là 1.140 điểm. Xin chúc mừng anh. Còn bạn Ly của chúng ta ghi được một số điểm là 1.050 điểm. Xin chúc mừng bạn. Vâng, quả là hai số điểm rất là sát nút. Bây giờ chúng ta sẽ phải chia tay với bạn Hoài Ly. Bạn Hoài Ly sẽ ra về với số tiền tương đương với số điểm mà bạn có và một phần quà của chương trình và nhà tài trợ. Xin mời bạn. Và bây giờ sẽ đến một phần thi rất đặc biệt, phần thi mà quý vị và các bạn đang chờ đợi. Vâng, chính là phần thi dành cho quý vị khán giả. Và chúng tôi đã tìm ra được người chơi. Cháu có thể giới thiệu về mình? Dạ, cháu tên là Nguyễn Trí Đức ạ. Cháu học ở đâu? Cháu học ở trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh ạ. À, thế cháu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Cháu nên nhớ là chỉ có trong thời gian là có bao nhiêu? 1 phút ạ. Đúng, 1 phút thôi. Vâng, bây giờ thì cháu hãy chọn đi. Rồi. Đây, mời cháu. Và thời gian để cho cháu Đức bắt đầu. Xin mời. Xin quý vị một tràng vỗ tay. Phần trả
mời sẽ là một vị khán giả. Chúng tôi sẽ mời ai đi ạ? Vâng, thôi từ, có lẽ là trên này đã là một em bé rồi, chúng ta sẽ mời thêm một em bé nữa. Mời đây ạ, mời bạn Máu Vàng đây. Đó cô, đây có phải câu mặt trời bé con không ạ? Vẫn chưa đúng, chưa phải đáp án ở trên này. Xin mời một người khác. Thôi đây, xin mời luôn bạn ngồi hàng ghế đầu luôn. Như vậy đáp án là cháu vẽ ông mặt trời không ạ? Vâng, đây chính là đáp án của chúng tôi. Xin chúc mừng bạn. Bạn có thể tự giới thiệu cho mình. Dạ, em là Thanh Vân ạ, em đến từ công ty quảng cáo thương mại Sao Việt ạ. Vâng, bạn đã có một đáp án quả là rất là tuyệt vời. Xin chúc mừng bạn và xin mời nhận một phần quà của chương trình và nhà tài trợ. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Chúng ta vừa có những giây phút rất là vui vẻ. Và được có những giây phút vui vẻ như vậy thì chúng ta không thể quên được ơn của bạn họa sĩ Chí Đức. Xin cảm ơn bạn và bà em sẽ được nhận một phần quà của chương trình và nhà tài trợ. Em xin cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn. Với 1.140 điểm là số điểm tương đối cao, anh có cảm giác thế nào trong lúc này ạ? Trước tiên thì tôi rất là cảm động được sự cổ vũ của tất cả khán giả trong khi thời gian cũng rất muộn rồi. Và tôi cũng rất là may mắn là đã đoán được một số điểm. Thực ra đấy là may mắn, có thể là những câu hỏi này nó chung vào những cái ý mà tôi đã học được. À thì ạ, học tủ rồi đấy. Dạ vâng. Dạ, thưa anh Phúc, anh có nghĩ rằng anh sẽ là người chiến thắng tuyệt đối trong vòng 4 này không ạ? Tôi thì cũng vẫn tin tưởng là sẽ chiến thắng, nhưng mà cũng tùy thuộc vào câu hỏi khó hay dễ. Và bây giờ xin mời anh đến với chiếc ghế đỏ của mình. À, xin cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, trước khi vào phần thi cuối cùng, tôi lại xin một lần nữa lưu ý lại luật chơi. Trên màn hình sẽ có 25 ô chữ cái được chia làm 5 hàng dọc và 5 hàng ngang. Trong 60 giây, người chơi phải đi từ bên trái sang bên phải khuôn hình, tức là phải trả lời được 5 ô chữ cái. Và nếu như trả lời chính xác thì người chơi sẽ có cơ hội giành được gấp đôi số điểm là mình có. Ví dụ như anh Phúc ở đây đang có 1.140 điểm. Và nếu như anh trả lời được cả 5 câu thì anh sẽ có 2.280 điểm. Vâng. Thưa anh Phúc, câu nào khó quá thì anh có thể bỏ qua. Và nếu như không phải là người chiến thắng tuyệt đối thì với mỗi câu trả lời đúng anh sẽ có thêm 50 điểm. Anh đã hiểu chưa ạ? Dạ tôi hiểu ạ. Anh đã nắm chắc luật chơi chưa ạ? Dạ vâng ạ. Vâng. Kính thưa quý vị và các bạn, đuổi hình bắt chữ siêu tốc bắt đầu bằng chữ A. Xin mời. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Vòng tâm. Đồng tâm chính xác. Nào nhanh lên. Bất đa thất thểu. Bất đa thất thểu chính xác. Đây là cái gì? Hoa loa kèn. Hoàn toàn chính xác. Nào tiếp theo. Nào nhìn hai người từng lúc từng một. Đồng cô dâu. Không phải. Nữ sinh. Hoàn toàn chính xác. Ăn giày, ăn giày. Hoàn toàn chính xác, ăn giày. Anh Phúc của chúng ta là người chiến thắng ngày hôm nay. Và như vậy là anh Trần Duy Phúc của chúng ta đã trở thành người chiến thắng. Và chiến thắng một cách tuyệt đối. Vâng, thưa anh Phúc, lúc này anh đã trở thành người chiến thắng. Vậy thì tâm trạng của anh như thế nào? Anh có thể giải bày cùng mọi người được biết không? À, kính thưa những người làm truyền hình và tất cả các bạn khán giả, tôi rất là cảm động và may mắn đã chiến thắng trong cuộc thi này. Và tôi cảm thấy là tôi đã mở mang được một số kiến thức. Và hôm nay rất là một đêm rất là hạnh phúc. Và tôi chúc mọi người vui vẻ. Bây giờ anh Duy Phúc của chúng ta sẽ ra về.
anh Duy Phúc sẽ nhận được số tiền tương đương với số điểm rất cao của anh, 2.280 điểm, và phần quà của chương trình và nhà tài trợ. Xin mời anh. Tôi xin cảm ơn. Và nhân dịp này tôi cũng có một số điểm cũng không cao lắm, nhưng mà với tấm lòng của tôi thì tôi xin gửi 280 điểm vào quỹ chất độc màu da cam của thành phố Hà Nội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ được thể hiện do Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp cùng với nhà tài trợ siêu thị nội thất Đài Loan. Mọi chi tiết xin liên hệ Ban Thể thao Giải trí Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào các tối thứ 7 hàng tuần. Xin hẹn gặp lại quý vị!